Vì mặc cảm tiền gì đến với mình sẽ không có tương lai bằng Ricky, nên Nam Phong vẫn luôn đắn đo về việc tỏ tình. Tuy nhiên sau khi nghe Bobby phân tích kỹ càng, anh chàng quyết định sẽ thổ lộ lòng mình với Thiên Nhi. Còn về nhóm sắc màu, cứ tưởng sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn khi sắc màu không chỉ lấy lại được kênh YouTube mà còn nhận được lời đề nghị bút quảng cáo. Nhưng rồi một lần nữa biến cố lại xảy đến. Mẹ Lizzy quá tức giận với những gì con gái đã làm nên đã lên cơn đau tim. TC sẽ lựa chọn như thế nào đây? Kiên trì theo đuổi giấc mơ hay từ bỏ nghệ thuật để bảo vệ người mẹ của mình? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của bộ phim Đường đua Idol thế hệ Z. Ngày vui như vậy mà không có Lizzy, tội nghiệp Lizzy quá à. Cứ đi theo cái đam mê của chị đi, tôi không có cần chị về đây. Hôm qua anh Ken gặp tôi xin lỗi tôi á. Hả? Mẹ cái gì? Tôi không có mẹ con gì với chị hết á. Con biết vì con mà mẹ đổ bệnh. Con xin lỗi mẹ mà. Mẹ đừng giận con mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi không dám nữa. Chị cứ bỏ mặc tôi, cái thân già này, sống hay chết cũng được. Chị cứ đi theo cái đam mê của chị đi, tôi không có cần chị về đây. Mẹ, con biết lỗi rồi mà, con xin lỗi mẹ. Tôi không có dám. Chị tài giỏi, chị cứ đi đi, không có tôi chết ở đây đây này. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con đi vào trong cất đồ. Đi đi, đi ngay đi. Thôi, không biết tình hình nhà Lizzy giờ sao rồi nữa. Mong là bà không có duyên với ông chồng. Ê, hai mình gọi bé đi. Khoan, không có được đâu. Tôi thấy là mẹ Lizzy đang giận lắm. Nếu mà giờ mẹ Lizzy biết được á, tức lên bệnh thêm đó. Vậy do sao? Tôi sốt ruột lo cho bà quá nè. Bây giờ tụi mình phải bình tĩnh. Đợi buổi tối mà Lizzy rảnh á, bà ở một mình, gọi hỏi thăm bà thì tiện hơn. Tôi thấy vậy cũng được. Ê, đi ra. Bà làm gì có ngó ngó cái điện thoại cả ngày rồi cười mình vậy? Có gì đâu. Thôi đi, không có gì mà tự nhiên đọc điện thoại rồi cười vậy hả? Thiệt ra là hôm qua anh Ken gặp tôi xin lỗi tôi á. Hả? Cái tên họ Đào đó xin lỗi bà hả? Họ Đào nào? Tôi nói anh Ken á. Trời ơi, bà ngốc quả mi ra à. Đào ở đây có nghĩa là đào mỏ, đào hoa lắng nhắn đó. Nhưng mà hôm qua anh gặp tôi xin lỗi rồi muốn quay lại với tôi nữa. Lừa tình làm người ta đau khổ, mà giờ muốn xin lỗi quay lại là được á hả? Ủa? Không phải anh ta yêu ba vì tiền hả? Mà giờ gia đình ba như vậy thì quay lại để làm gì? Không, không phải. Anh nói với tôi á là hôm bữa anh buồn bực gì á, nên anh lỡ lời thôi à. Anh hối hận lắm rồi. Rồi người ta nói cái gì bà cũng tin hết hả? Thì tôi thấy có lý mà. Bà tỉnh lại giùm tôi đi Mirai.
Hắn ta chỉ làm như vậy á để bà thương hại hắn rồi bỏ qua cho hắn thôi. Không có ai mà yêu thương bạn gái của mình lại bỏ rơi bạn gái của mình lúc hoạn nạn như vậy hết á. Nhưng mà nếu anh yêu tôi vì tiền á thì giờ nhà tôi phá sản rồi, quay lại làm gì nữa? Tôi thấy là hắn ta đang tính toán cái gì đó đó. Ừ, tôi cũng thấy đáng nghi lắm. Bà phải tìm hiểu kỹ đi, chứ đừng có dài mà ăn đau nữa. Nếu bà đang nghi quá rồi đó, không có đâu. Vậy là bà đã dễ dàng tha thứ cho hắn rồi quay lại rồi đúng không? Trời ơi, bà mà dễ dàng bỏ qua cho anh ta là thiệt sự tôi buông bà lắm luôn đó. Anh ta đã làm cho bà đau khổ như vậy mà giờ bà chỉ nghe những cái lời nói đó mà bà bỏ qua cho anh ta thì thật sự là tôi bỏ tay chậm con. Tôi đâu có dễ tha thứ gì đâu, cái bà nghĩ nhiều rồi. Nè, có thiệt không đó? Thiệt mà. Mà nè, lần sau anh ta có quay lại làm phiền bà thì nói tôi đau khổ trốn anh ta luôn đó. Thôi đi bà tướng, cái gì mà dữ dằn quá vậy? Thì tại tôi nghe đau, tôi bị dị ẩn đó mà. Thôi được rồi, đi về nhà thôi. Anh Nam Phong. Ủa, em về rồi hả? Dạ. Ủa, anh tìm em có chuyện gì không? Anh có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ, nhưng mà anh hơi ngại. À, có phải là chuyện tỏ tình với chị Thiên Di không? Thực ra anh có hẹn Thiên Di ở cái nơi mà lần đầu tiên hai đứa gặp. Vậy anh có kế hoạch gì cho ngày hôm đó chưa? Anh định là sẽ tạo bất ngờ cho Thiên Di bằng cách tỏ tình lãng mạn với cô ấy. Vì anh biết là Thiên Di rất thích lãng mạn, nhưng khổ cái là anh không biết bắt đầu như thế nào. Em thấy buổi tỏ tình lãng mạn thì người ta thường tổ chức dưới ánh nến và hoa, có một bản nhạc du dương nữa thì sẽ dễ lay động lòng người. Mà đặc biệt nha, anh phải chọn những ca khúc nào á mà phù hợp với chuyện tình cảm của hai người á thì sẽ dễ xúc động hơn đó. Ủa, sao đơn giản vậy mà không nghĩ ra ta? Cảm ơn em nha, nhưng mà em phải giữ bí mật cho anh đó. Ừ. Nhưng mà bây giờ nến, hoa với bong bóng thì mình trang trí làm sao cho nó đẹp em? Thôi được rồi, anh cứ lo chọn nhạc đi, còn mấy cái trang trí đó em sẽ giúp anh. Thiệt hả? Thiệt chứ, giúp được anh chị thì em cũng vui mà. Cảm ơn em nha, vậy anh nhờ hết vô em đó. Dạ, anh yên tâm. Chị, bây giờ anh sẽ về nhà tập trung viết bài hát đó. Anh cảm ơn em trước nha. Con nấu cháo cho mẹ ăn kìa. Chị mà cũng biết quan tâm đến tôi hả? Chị cứ mặc xác tôi đi, cho tôi chết quách đi cho nó vừa. Con xin lỗi mẹ mà. Con không dám đi đâu nữa đâu ạ. Có thật chị không dám đi đâu nữa không? Hay là chị đợi tôi khỏi 2-3 ngày, xong rồi chị lại cuốn gói chị đi tiếp? Mẹ, con không dám đi thật mà mẹ. Thôi, con để cháo đây, có gì mẹ ăn xong rồi mẹ nhớ uống thuốc nha mẹ. Con đi vào trong ạ. Chị Lan ơi, chị Lan, chị có nhà không à? Dạ, tôi đây. Chị, tôi qua thăm chị đây. Mấy hôm rày thấy chị bệnh mà không có thời gian. Hôm nay nè, qua thăm chị có chút quà, chị ăn bồi bổ cho khỏe nha. Trời ơi, chị qua đây thăm tôi á là tôi cảm ơn nhiều rồi. Bày đặt quà cáp chi cho tốn kém.
Trời ơi, khách sáo gì nữa chị. Chị làm như em là người xa lạ nữa. Có bao nhiêu đâu. Mà như tôi thấy con bé Lizzy nhà chị nó về phải không? À, cháu nó ở trong nhà hả chị? Ngồi đi chơi tí đã con. Mới vừa mới qua nhà cô mà đòi về ngay vậy. Cháu nó không phải đòi về đâu. Nó qua đây á là muốn gặp con bé Lizzy nhà chị đó. Ủa, sao lại gặp con bé Lizzy nhà tôi vậy chị? Có chuyện gì hả? Không, không phải là cháu không đâu. Mà tất cả mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng thích bé Lizzy nhà chị hết trơn á. Chúng nó tối ngày cứ ôm cái iPad coi cái nhóm sắc màu của con bé Lizzy hát đó. Cô, bạn con còn nhờ con xin chữ ký của chị Lizzy giúp nữa đó cô. À, mà Lizzy nó trong nhà hả chị? Ừ. Lizzy ơi, Lizzy. Dạ, con đang ngay ạ. Con chào cô ạ. Gái đâu á mà xinh đẹp và ngoan hiền ghê á, hiếu thảo nữa nè, tài năng nữa nè, lại hát hay nữa nè. Trời ơi, tôi hả mà có đứa con gái như vậy hả, tôi mát bụng biết bao nhiêu á. Con như vậy mới là con nè. À mà là con, mấy cái clip hát của con á cô coi hết trơn luôn rồi đó. Dạ con cảm ơn cô nha. Chị cho em xin chụp một tấm hình với chữ ký được không ạ? À? Em hâm mộ chị nhiều lắm luôn á. Ừ, để vừa để chị ghi cho. Con gái ngoan quá, tôi hâm mộ quá chị ơi. Cảm ơn chị. Còn tôi á, tôi lại ao ước tôi có được đứa con như bé Hồng nhà chị, vừa ngoan hiền, vừa nghe lời mẹ. Công việc của nó thì thành đạt, tốt biết bao nhiêu. Trời ơi, sao chị lại nhắc tới cái Hồng nhà tôi, làm cho tôi buồn chết đi nè. Sao vậy chị? Tôi thấy con bé nó ngoan ngoãn, nghe lời chị mà nó lại thành đạt. Thì cũng tại nó nghe lời tôi cho nên nó mới khổ như vậy đó. Vậy là sao hả chị? Chuyện là vậy, hôm nọ cái Hồng nhà tôi nó nhập viện, tôi mới biết nó là bị bệnh trầm cảm vì áp lực công việc đó chị. Bộ nghiêm trọng vậy sao? Công việc nhà giáo á, nó vất vả lắm hay sao mà ra nông nỗi vậy hả chị? Bác sĩ nói á, là nó đã bị bệnh trầm cảm vì nó làm cái công việc mà nó không yêu thích. Nhưng cũng lỗi tại tôi. Tôi ép nó vào á, trường sư phạm để bỏ cái ngành mỹ thuật của nó, mới xảy ra cơ sự vậy đó. Làm cha làm mẹ thì ai cũng chỉ muốn tốt cho con cái thôi chị ơi. Biết là vậy rồi, nhưng bây giờ nhìn con bé hàng ngày cứ bị bệnh trầm cảm, chữa trị hoài, tôi rất đau lòng và hối hận. À, mà chị đó nha, chị có phước ghê á. Chị có được đứa con gái làm nghệ sĩ, đi ra đường ai ai cũng biết, ai cũng đều khen ngợi hết trơn á. Mà đặc biệt á, nó làm được cái nghề mà nó yêu thích nữa chứ. Chị thật là can đảm, tôi ngưỡng mộ chị luôn đó. Trả bù lại cho tôi cũng muốn cho con tôi á làm ông này bà nọ. Nhưng mà phải chi, tôi nghĩ thoáng như chị, tôi chọn cho nó con đường mà nó yêu thích, thì ngày hôm nay nó đâu xảy ra nông nỗi này. Thôi, chị cũng đừng có buồn nữa. Ừ, thôi, còn chị đó, cũng đừng giống như tôi nha. Mà sau này á, hối hận và áy náy đó. Thôi, tôi về nha. Chị nhớ bồi dưỡng, cho khỏe nha. Cô về nha. Cảm ơn cô ạ. Em hơi khát. Anh cho em chai nước này được không?
chắc là cũng có sự nhầm lẫn gì ở đây đó. Ga lăng không có nghĩa là đồ của mình bà ở đâu cũng có thể cho được. Vậy tại sao anh lại cho Kim? Cô biết chai nước này đã có chủ rồi mà vẫn xin để làm gì? Tôi xin lỗi. Vì em thích anh. Em không muốn anh giống như chai nước này. Nó có gì hơn em chứ. Em đã theo dõi, quan tâm anh từ rất lâu rồi. Tối nào cũng vào Facebook của anh để biết được anh vui hay anh buồn. Còn nó thì sao chứ? Nó thì đối xử tệ bạc, nhạt nhẽo với anh. Vậy sao anh cứ đi tìm nó, trong khi em đứng sờ sờ trước mặt anh? Anh có biết anh làm như thế em đau lòng lắm không hả? Cảm ơn vì tình cảm của em, nhưng mà không phải vì em mến mộ anh mà anh buộc phải chọn em được. Tình cảm của anh phải do anh quyết định, không cần em phải bận tâm. Chào mọi người. Anh à, ba chuẩn bị qua tặng cho Carrot đó hả? Ừ, đúng rồi. Tôi hẹn chiều nay sau tiết học thanh nhạc ở sân trường á, và thấy chỗ đó ok không? Ừ, tôi thấy chỗ đó cũng được đó. À, mấy bà. Gì vậy? Gì vậy? Tiền quảng cáo nước kia riêng của tụi mình á, có rồi nè. Wow. Yeah. Vậy là tụi mình có tiền rồi, ăn mừng thôi. Đúng rồi đó, tụi mình phải cùng nhau đi ăn mừng từ thưởng cho thành quả của tụi mình mới được. Ok, trước một phần tiền là một bữa tiệc nhỏ nha. Nhưng mà người vui như vậy mà không có ly dị, tội nghiệp ly dị quá à. Thôi, bà đừng có sụ mặt xuống như vậy chứ. Bây giờ mình trích một phần tiền cho Lizzy, gọi điện thoại báo tin vui cho bả, coi như là tiếp thêm động lực cho Lizzy. Mọi người đừng buồn nữa nha. Ừ, đúng rồi đó, ngày vui mà nên mọi người phải vui lên. Ừ. Anh à. Hả? À, Đình Trọng. Anna gọi Trọng ra đây có việc gì vậy? Anna có quà muốn tặng cho Trọng nè. Tôi muốn nói chuyện với chị một tí. Sao tự nhiên hôm nay lại có bông rồi nến rồi bóng bay các kiểu này nọ? Người đó là Đình Trọng á, học ở lớp B. Là có bao giờ giúp người mình yêu tỏ tình chưa? Hát lên đi, nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy nghĩ là chi. Nói yêu nhau đi, sống một lần chỉ sống. Sao một lần buồn hay vui, không chỉ một lần được.